Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, Thạch Hạo cùng Lục Quang Vương Đinh Xuyên đã có một trận chiến với thiên kiêu vực ngoại, sau đó nhận được lời mời gia nhập Học viện Thiên Thần. Trước khi đi, hắn muốn cùng Hỏa Linh Nhi làm một vài việc. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Giờ chúng ta đi đâu? Hỏa Linh Nhi hỏi. Đi Ma Châu gặp ông nội của ta. Ma Châu là nơi xảy ra chiến loạn rất nhiều lần. Ở thời thượng cổ đã sản sinh ra rất nhiều ma đầu mạnh mẽ, cho nên châu này mới được đặt tên như vậy. Đây chính là lần đầu tiên Thạch Hạo dẫn người khác tới nơi đây và cũng là lần đầu tiên dẫn một cô gái tới ra mắt tổ phụ của mình. Thập Ngũ Gia sớm đã cảm ứng được nên từ trong miệng núi lửa bay vút ra ngoài. Hắn với thân hình cao lớn đầy oai vệ, hiện giờ tinh lực dồi dào, da màu cổ đồng lấp lánh hào quang, vẻ ngoài trông như người 30-40 tuổi mà thôi. Hạo Nhi, tuy mới gặp nhau không lâu, thế nhưng khi lần gặp lại thì tổ tôn hai người rất là vui mừng. Đứa bé này là ai? Lẽ nào là? Thập Ngũ Gia nhìn Hỏa Linh Nhi rồi nở nụ cười ha ha. Ông, đây là vợ của con, lần này tới là muốn ra mắt với ông đó. Da mặt của Thạch Hạo vẫn luôn luôn dày, dù cho nói những lời này thì cũng chẳng hề đỏ mặt chớp mắt gì cả. Hỏa Linh Nhi thì lại khác, có loại giới thiệu như vậy à? Đây là lần đầu tiên ra mắt với Thập Ngũ Gia nên khiến cho mặt mày của nàng đỏ bừng. Cô bé này rất được, mặt khác chỉ cần con thích là ông không có ý kiến. Thập Ngũ Gia cười nói đầy vui vẻ. Cháu chào Thập Ngũ Gia. Hỏa Linh Nhi cẩn thận thi lễ. Lúc ở hạ giới thì nàng từng nghe qua đại danh của Thập Ngũ Gia, càng biết người này từng đại náo hoàng đô, trấn áp tứ phương cũng chỉ vì tôn nhi của mình. Đối với ông lão này thì nàng vô cùng kính nể. Con gái của Hỏa Hoàng. Sau khi đại ma thần nghe được lai lịch của nàng thì bắt đầu cười ha hả. Nếu nói tới Hỏa Hoàng ở hạ giới thì đây chính là một người kiệt xuất siêu phàm nhập thánh. Thập Ngũ Gia tự nhiên đã gặp Hỏa Hoàng, khi nhìn thấy con gái của hắn thì lại càng hài lòng hơn. Ngoại trừ bội phục Hỏa Hoàng ra thì bọn họ còn cùng từ hạ giới lên, đều là hậu duệ tội huyết. Không cần nhiều lời, chúng ta là người một nhà cả. Thập Ngũ Gia cười đầy thoải mái vô cùng hào hứng. Đại ma thần vui vẻ vỗ mạnh bả vai của Thạch Hạo, nói hắn chuẩn bị những nguyên liệu để nấu ăn và cùng một ít rượu ngon, hôm nay không say không nghỉ. Lần trước khi rời đi, Thạch Hạo đã để lại không ít thịt thiên thần cho Thập Ngũ Gia, ví như Giao Long Tước, Hoàng Kim Hạc và một con ít thánh tử nữa. Thời gian không lâu sau, Hoàng Kim Hạc đã được hầm nhừ trong đỉnh, cánh Long Tước cũng đã được nướng vàng ươm trên bếp lửa, còn có hương thơm của thánh dược tử phiêu lãng. Hôm nay ta sẽ chủ trì hôn lễ cho hai con, thế nào hả? Sau khi hơi ngà ngà cơn men thì Thập Ngũ Gia nói như thế. Lập tức Hỏa Linh Nhi cúi đầu, việc này quá nhanh, tuy rằng trong lòng có buồn lo vì phải từ biệt, thế nhưng khi đề cập tới vấn đề này thì vẫn thấy có gì đó đột ngột. Ông, có chuyện con vẫn chưa biết nói cho ông biết. Con sắp bước lên một con đường tu hành rất đặc biệt, sẽ rời khỏi nơi này rất là lâu, cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Lúc này cũng không thích hợp để nói về tư tình nhi nữ, Thạch Hạo nói. Hắn bí mật truyền âm nói cho tổ phụ biết, con đường kia rất nguy hiểm, sống chết khó đoán, sự ly biệt sắp tới, cho nên hắn không muốn làm gì có lỗi với Hỏa Linh Nhi, lỡ đâu không trở về được thì sẽ ra sao. Con đi vào nơi sâu cấm khu à? Đại ma thần nhíu mày, thật sự không nỡ để đứa tôn nhi này vào đó. Bầu không khí trở nên nặng nề. Vẻ lúng túng của Hỏa Linh Nhi liền biến mất, thay vào đó là vẻ mất mát, cứ như thế mà ly biệt ư, con đường phía trước rất mênh mông, năm nào thì mới có thể gặp lại nhau. Thập Ngũ Gia là người hiểu chuyện cho nên cũng không hề ngăn cản tôn nhi của mình, đó là con đường của hắn, càng không thể tùy ý chủ trì hôn lễ được, bởi vì lỡ đâu tôn nhi mình gặp ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, chẳng phải sẽ làm hại tới thiếu nữ trước mặt này hay sao. Thạch Hạo ở đây 2 ngày với tổ phụ mình rồi sau đó lên đường. Hỏa Linh Nhi thở dài trong lòng đầy u sầu. Thạch Hạo mang theo nàng về hướng Tội Châu, đi tới nơi ẩn cư của Hỏa Hoàng, hắn muốn ở đây chờ Hỏa Hoàng trở về, nhưng Hỏa Linh Nhi lắc đầu, trong mắt đầy hơi nước. Ngược lại, nàng đã rất muốn cùng hắn đi vào nơi sâu trong khu vực không người kia, quá nguy hiểm, ta không yên lòng khi để nàng bước lên con đường này. Thạch Hạo không đáp ứng, cứ ở đây đi, Hỏa Hoàng sớm muộn gì cũng sẽ trở về, hãy đi cùng với người, Thạch Hạo nói rồi nhìn về phía sói con, cố gắng tu hành bảo vệ Linh Nhi cho thật tốt đó, đưa ta về lại khu Hỏa Tang Lâm đi, ta muốn ẩn cư ở đó. Đột nhiên Hỏa Linh Nhi mở miệng, nàng muốn trở lại trong khu rừng Hỏa Tang đầy yên tĩnh đó. Trong lòng Thạch Hạo chấn động, dâng lên một cảm giác khó tả, dầu lửa nở hoa đâu đâu cũng là màu đỏ đậm. Tới nơi này, Hỏa Tang thụ lắc lư theo làn gió mát lùa khắp núi đồi, từng cánh hoa tựa như là miếng kim cương đỏ không ngừng phấp phới, hương thơm lan tràn. Trong rừng từng cánh hoa đỏ rực lấp lánh tựa như cánh chiều lấp ló. Ta rất thích nơi này, Hỏa Linh Nhi thì thầm rồi nhìn về những cây cổ thụ đỏ rực, xa xa là những thôn nữ đang hái dâu, trái tim của nàng tựa như yên tĩnh trở lại. Bởi vì nơi đây có những ký ức cũ, còn có hy vọng, đã từng chờ đợi một người ở nơi này lại có thể giúp cho tâm tình của một người trở nên yên tĩnh và đầy thỏa mãn. Sắp sửa ly biệt, Thạch Hạo yên lặng ngắm nhìn nàng, không biết nói gì cho tốt. Dầu lửa nở hoa, một năm rồi lại một năm, ta sẽ luôn ở đây chờ ngươi trở lại. Hỏa Linh Nhi nhìn chằm chằm hắn. Nghe được lời nói của nàng, nhìn được ánh mắt của nàng khiến cho Thạch Hạo bồi hồi, lúc này chợt cảm thấy chua xót, con mắt của hắn tựa như hơi cay. Nhất định sẽ gặp lại mà, Thạch Hạo nói, tuy rằng có chút hơi chua xót thế nhưng vẫn nói ra những lời kiên định. Hỏa Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn về những cánh hoa đầy lấp lánh đang phấp phới bay lượn kia, chợt nàng lệ nóng lăn dài nhưng lại nở nụ cười tươi nói, ngươi cũng nên đi rồi, có những người không cách nào níu giữ, có một số thứ đang để trở thành rồi hồi ức. Nàng cũng không hề khóc lóc sướt mướt đau đớn, chỉ là bình tĩnh đưa tiễn, miệng mang theo nụ cười tươi, mắt đượm hàng lệ nóng tiễn Thạch Hạo. Thạch Hạo buồn bã, vẻ lo sợ trong lòng chợt nhúc nhích, hắn đi được vài bước thì chợt dừng chân rồi quay đầu nhìn lại, khó mà chuyển bước được. Hắn không ngừng nghĩ ngợi, lần này đi là vì cái gì, chẳng lẽ mục tiêu cả đời là trên con đường tu hành ư? Nếu tiếp tục như thế này thì sẽ có một ngày hắn có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, liếc nhìn xuống khắp thiên hạ, thế nhưng khi ngóng trông lại, khi suy tính lại thì sẽ bỏ qua bao nhiêu người và sự đáng giá trong cuộc đời.
Đáng ư, Thạch Hạo dạo bước với nàng trong Hỏa Tăng Lâm này. Trên đường đi cả hai đều im lặng và cũng không biết bao lâu thì rốt cuộc cũng phải từ biệt. Hắn không thể dừng lại được. Bảo trọng, ta sẽ trở lại. Thạch Hạo nói, hắn từ từ bay lên trời cao rồi vẫy vẫy tay về sau. Càng ngày càng đi xa, bóng người từ từ biến mất trong ánh tà dương. Rốt cuộc Hỏa Linh Nhi cũng không cách nào kìm nén được, nàng khóc òa thành tiếng trong khu rừng dâu lửa này, nước mắt che kín cả gương mặt, nhưng tiếng tiễn biệt phát ra thành lời rồi dùng sức vẫy tay về phía trước. Trong lòng Thạch Hạo rung lên, Hỏa Linh Nhi không nhìn thấy hắn, thế nhưng hắn đã tu ra Thiên Nhãn Thông, hắn từ phía cuối chân trời đã có thể nhìn thấy được bóng ảnh cô độc dưới ánh chiều tà đó. Hắn rất muốn dừng lại thế nhưng khó có thể quay đầu, con đường kia hắn nhất định phải đi. Cứ thế mà đi à, giữa bầu trời có một người trung niên đi tới, hắn quan sát kỹ Thạch Hạo, tay áo phấp phới, vẻ mặt không giận mà uy. Hỏa Hoàng, Thạch Hạo nhận ra hắn, lúc ở hạ giới thì từng gặp mặt qua và được sự chỉ điểm của người này và còn từng được hắn cứu viện nữa. Tiền bối, Thạch Hạo mở miệng. Phong thái của Hỏa Hoàng vẫn như xưa, nhưng hai mắt thì sâu lắng hơn nhiều, không còn mặc chiến bào nhân hoàng nữa mà giờ đã phản pháp quy chân, hiện ra vẻ ôn hòa, bản thân toát lên vẻ đại đạo. Chỉ là lúc này tâm tình của hắn chập chờn khó mà bình tâm nhìn Thạch Hạo, rồi lại nhìn về phía Hỏa Tăng Lâm ở nơi xa, lúc này chợt thở dài một hơi. Tại sao ngươi không cho con bé một tia hy vọng? Hỏa Hoàng hỏi rồi nhìn chằm chằm Thạch Hạo, hai mắt hắn tựa như là bó đuốc đầy hừng hực, thần quang màu vàng tỏa ra. Thạch Hạo ngơ ngác không hiểu lý do vì sao. Ta sẽ trở về, chỉ cần ta còn sống thì nhất định sẽ trở về, Thạch Hạo hứa. Vậy tại sao giờ lại không thể ở cùng nhau, dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thậm chí là chỉ cần vài canh giờ, Hỏa Hoàng nói. Thạch Hạo nhìn về phía trời xa nói, chuyến đi xa lần này ta không biết năm nào có thể quay trở về, không hề sợ kẻ địch mà chỉ sợ nhất Thương Hải tan điền rồi làm lỡ vụt mất nàng. Làm lỡ vụt mất gì chứ? Ngươi cảm thấy khi rời đi như vậy thì Linh Nhi sẽ quên đi tất cả, sẽ sống một cuộc sống mới, Hỏa Hoàng căm tức. Thạch Hạo nghe vậy thì chợt cảm thấy hổ thẹn nói, ta không có ý đó, hành động này chưa chắc đã đạt được hiệu quả như kia. Tuy ngươi rời đi thế, nhưng Linh Nhi sẽ không thể nào quên được, cả đời này sẽ chìm đắm trong cảnh sầu lo. Cứ như thế thì tại sao lại không ở cùng nhau? Dù cho là một ngày thì hãy cho con bé một tia hy vọng, giúp nó hiểu rõ, Hỏa Hoàng trách mắng. Ta, Thạch Hạo như muốn nói gì đó thế nhưng không cách nào nói thành lời được. Hắn muốn nói, nếu như mình chết ở biên hoang, chết ở vực ngoại thì tới lúc đó chẳng phải là càng khiến Hỏa Linh Nhi đau đớn khốn khổ hơn sao? Nhưng hắn lại nghĩ tới, nếu rời đi như vậy, nếu không giải quyết mọi chuyện thì chắc chắn sẽ kết quả là như thế, sẽ có một cô gái yên lặng ngóng chờ ở trong Hỏa Tăng Lâm này. Được, ta sẽ trở lại, Thạch Hạo nói. Hắn hóa thành một luồng cầu vòng từ phía chân trời lao vụt trở lại, nhắm về phía Hỏa Tăng Lâm rồi từ từ hạ xuống. Trong rừng, một cô gái cô độc đang dựa vào một cây dâu lửa khóc đầy đau đớn, thân thể yếu đuối đó lắc lư khó lòng mà đứng vững được. Còn mắt của Thạch Hạo cay xè nhanh chóng lao tới, hai mắt của Hỏa Linh Nhi tựa như mờ đi, hàng nước mắt nóng rát lơi lả chả. Nàng rất cô độc và cũng rất tuyệt vọng, tràn đầy vẻ chơi vơi, nội tâm thì trống rỗng. Nhưng mà lúc này nàng chợt nghe được một âm thanh, trước mắt nàng chợt xuất hiện một bóng người, xuyên qua màn lệ nóng nàng như nhìn thấy bóng dáng của Thạch Hạo. Nàng cũng không có dừng lại cơn khóc thành tiếng của mình, cũng đã rời đi rồi vì sao lại trở về chứ, là ảo giác mà thôi. Hy vọng ở nơi phương xa, người sẽ mạnh khỏe. Nhìn về bóng người phía trước, nàng thấp giọng cầu mong cho hắn. Ta đã đi đâu? Thạch Hạo đưa tay khoác lên bờ vai yếu đuối của nàng, rồi dùng sức lắc lắc, nói cho nàng biết đây không phải là ảo giác, hắn vẫn còn ở nơi đây. Người không phải rời đi rồi à? Hỏa Linh Nhi rung giọng nói rồi nhanh chóng quệt đi dòng lệ nóng nơi khóe mắt, lập tức trước mắt hiện rõ và rồi nhuyễn miệng tươi cười, cảm thấy cả thế giới nàng chợt sáng bừng lên. Thạch Hạo xấu hổ không biết an ủi ra sao cả. Hỏa Hoàng thì đứng ở đằng xa chứ không hề tiến tới, hắn lẳng lặng đứng nhìn. Phụ hoàng, rốt cuộc thì Hỏa Linh Nhi cũng phát hiện ra hắn, lúc này lộ vẻ ngượng ngùng cùng với vẻ không muốn rời xa. Hôm nay buồn vui đan xen, u sầu đầy cõi lòng, những người quan trọng nhất của nàng đều xuất hiện cả, khiến cho sầu não trong lòng tan biến đi không ít. Con gái ngoan, nếu hai đứa đã có chút duyên phận thì cũng nên nắm lấy, đừng tạo nên chút tiếc nuối nào. Hôm nay bà sẽ chủ trì hôn lễ cho các con, Hỏa Hoàng kiên định nói. Phụ thân, Hỏa Linh Nhi ẩn hồng trên gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn ba mình, có kính nể, có buồn rầu và cũng có vui sướng. Chúng ta đều là người tu hành cả, không nhất thiết phải tổ chức rườm rà làm gì, cứ đơn giản mọi thứ, ta sẽ làm chủ buổi hôn lễ này, Hỏa Hoàng quả quyết nói. Ở dưới nắng chiều, Hỏa Hoàng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, đầu tiên là hô lớn để hai người cúi lạy thiên địa, tiếp là những lễ bái của hai người, sau cùng là vợ chồng giao bái và kết thúc cuộc lễ. Chỉ đơn giản như thế, bỏ đi tất cả những thứ rườm rà khác, không hề mời gọi bạn bè, chỉ cần có Hỏa Hoàng chứng kiến thì hai người xem như đã thành phu thê. Thạch Hạo vô cùng thẹn với lòng, việc này hắn cũng không biết là tốt hay xấu. Rời khỏi 3000 châu và đi tới cổ giới khác, còn sẽ có thể gặp rất nhiều loại nữ nhân, thậm chí là con gái của chân tiên, cha không hề bắt ép con chuyện gì cả. Cha chỉ cần con đừng quên rằng, ở nơi này còn có một cô gái đang chờ mình, Hỏa Hoàng nghiêm túc dạy bảo. Con sẽ không quên, Thạch Hạo trịnh trọng khẳng định. Rất tốt, dù cho con có quay về, thậm chí là cả đời, cả kiếp này cả hai không thể gặp lại nhau, thì con cũng phải nhớ lấy nàng. Hỏa Hoàng nhìn chằm chằm hắn rồi nghiêm khắc nhắc nhở. Thạch Hạo cũng không hề tức tối mà trả lại rất là cảm động. Còn có một phụ thân như vậy thì đáng để kính trọng. Hít sâu một hơi rồi hắn nói, xin Hỏa Hoàng hãy yên tâm, con chắc chắn sẽ trở về. Hỏa Linh Nhi khóc nức, 3000 châu đã rất lớn rồi, thế nhưng bên ngoài còn có thế giới mênh mông hơn nữa. Cửu thiên thập địa cùng với biên hoang tràn đầy những biến số và sự khó lường. Nếu như có chinh chiến, sơn hà trong thiên hạ bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, và lúc đó làm sao gặp lại và có thể gặp lại nữa ư? Thạch Hạo hiểu
rõ tâm ý của nàng, nghĩ đi nghĩ lại rồi lập lời thề nói, nếu như có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả đời này không thể gặp lại thì con nhất định nghĩ tới biện pháp tìm về. Bằng cách nào? Hỏa Hoàng chỉ thở dài một tiếng, nếu như không thể tương phùng, nếu như thương hải tan điền, nếu như không thể gặp lại. Giọng Thạch Hạo chợt run run, rồi hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt như cầu vồng nói, ta sẽ thay đổi tất cả, ta sẽ tìm được toàn bộ, sẽ bước từ trong luân hồi ra. Tiếng nói của hắn không lớn, thế nhưng lại dẫn tới dị tượng, trong hư không chợt xuất hiện và đánh xuống một luồng chớp đầy đáng sợ. Nhưng Thạch Hạo vung quyền đánh lên trời cao, toàn bộ đều bị tan nát, không hề có một tia điện nào có thể đánh xuống. Hỏa Hoàng biết có vài lời có chút hành động sẽ dẫn lời lôi điện giáng từ trên trời xuống, dị tượng vô cùng kinh thế. Còn chắc chắn có luân hồi ư? Hỏa Hoàng hỏi hắn. Còn không chắc, Thạch Hạo nói, vậy thì con nói những lời đó có ý nghĩa gì chứ? Nếu như không có thì con sẽ tạo ra một cái luân hồi, sẽ tìm được toàn bộ, Thạch Hạo đáp. Hỏa Hoàng khoát tay áo rồi không tiếp tục nói về vấn đề nặng nề này nữa. Đêm đó Thạch Hạo chăm lo cho Hỏa Linh Nhi, không hề liên quan tới hành động nam nữ, chỉ có tình cảm, không có phòng ốc, không có bàn ghế, bọn họ chỉ yên lặng rồi dựa vào dưới màn đêm yên tĩnh và cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Hai người tựa lưng vào nhau và nói đủ thứ trên đời, tự như muốn nói hết tất cả những chuyện trên đời, mãi cho tới bình minh, mãi cho tới một tia sáng ló dạng thì mới dừng lại. Lưu luyến không rời, bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc thì cũng không biết nói ra sao, cuối cùng cũng nên rời đi rồi. Thế nhưng tâm của Hỏa Linh Nhi tựa hồ đã yên bình trở lại. Đi đi, ta sẽ chờ chàng, chỉ đơn giản vài chữ, trên mặt nàng hiện vẻ ôn nhu, đón lấy ánh bình minh với nụ cười đầy tinh khiết và cũng ráng sáng lạng. Ta đi đây, Thanh Hạo đứng dậy rồi chào từ biệt Hỏa Hoàng, cáo biệt Hỏa Linh Nhi, hắn bay vút lên trời cao và biến mất từ đó. Hắn vụt qua hư không, mãi tới khi rời xa Tội Châu thì mới không đành lòng hét dài một tiếng khiến cho cả hư không sụp nứt, bầu trời bị khuấy động. Thanh Hạo hóa thành một con côn bằng, thân thể vàng óng mang theo lốm đốm đen, hai cánh dang rộng kính trời cao rồi vút thẳng chín vạn dặm, bay thẳng về cuối chân trời. Hôm đó rất nhiều người đã nhìn thấy con côn bằng này thì trong lòng dấy lên vẻ kinh ngạc vô biên. Thượng giới càng ngày càng náo nhiệt, không cách nào bình lặng được. Thạch Hạo dựa theo ước định nên đã tới bên ngoài khu vực không người này, thế nhưng chỗ này hoàn toàn khác với khu vực tiến vào di địa tiên cổ kia. Chỗ này cách tới mấy chục châu, đây là một khu vực rất đáng sợ, thường ngày rất ít người dám đặt chân vào. Mà khu không người dẫn tới tiên cổ thì tuy rằng có nguy hiểm, thế nhưng gần như đã được người thăm dò kỹ lưỡng và có thể tiến vào. Thằng Châu, khu vực biên giới, ngăn giữa chính là những ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây trắng. Thạch Hạo đứng nơi này nhìn về trước, những ngọn núi bên trong cấm khu quá lớn, khí thế hùng dũng tự như đang đỡ lấy một tòa cung điện của thiên đế. Ở giữa sườn núi là từng làn sương mù lượn lờ, đó chẳng hề giống với núi cao mà như một cây cột chống cả trời xanh. Người đã quyết định, cách đó không xa, bên trên một ngọn núi tháp xuất hiện ba đại chí tôn của vực ngoại. Bọn họ ngồi xếp bằng nhìn Thạch Hạo ở bên dưới. Ngoài ra, Lâm Thiên, cô gái mắt lam cũng đứng bên cạnh đầy cung kính, yên lặng lắng nghe dặn dò. Ta đã quyết định, Thạch Hạo nói, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bước lên hành trình. Ngươi sang một bên nghỉ ngơi đi. Trên tòa núi tháp có một vị trung niên nhấn tay một cái, trong hư không xuất hiện một chiếc bồ đoàn được bệnh thành thần thảo màu trắng lấp lánh đầy ánh sáng, thi thoảng còn có từng hồi âm thanh tụng kinh vang lên. Nhóm năm người đứng ở một bên kia đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Lâm Thiên càng lộ vẻ hâm mộ, tự như rất thích chiếc bồ đoàn đó. Thạch Hạo cũng không nhiều lời rồi lăng không tiến tới ngồi xếp bằng bên trên và nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phút chốc, trong lòng hắn chợt chấn động, chiếc bồ đoàn này rất kỳ lạ, hắn chỉ vừa mới ngồi xuống thì đã khiến lòng trở nên yên lặng, không sầu không lo. Rất nhanh hắn liền rơi vào cảnh giới không linh, tự như muốn ngộ đạo. Bồ đoàn này ra sao đây, hắn âm thầm suy đoán, nhưng là hắn biết đang suy nghĩ thì cô gái mắt xanh cười nói, đây không phải là một chiếc bồ đoàn được bệnh từ thần thảo bình thường đâu, đó chính là thứ được lấy trong động phủ tiên gia đó. Thạch Hạo giật mình, hắn biết bên trong cửu thiên thập địa có rất nhiều cơ duyên và có không ít tạo hóa, tất nhiên sẽ không hề thiếu những cổ động chân tiên chân chính. Nhưng hiện giờ chiếc bồ đoàn mà mình đang ngồi bên trên lại có quan hệ với tiên, việc này khiến hắn khá là giật mình. Rất nhanh hắn liền thoải mái, đồ vật tương tự như vậy cũng không phải là chưa từng chiếm được. Năm xưa từ trong cổ tôn công bằng thì hắn từng mang ra một thứ như vậy, thế nhưng chiếc bồ đoàn đó đã để cho hoàng hiệp nước rồi, đó chính là hành động phá của. Nếu bị người khác biết được thì chắc chắn sẽ chửi rủa hắn. Đảo mắt đã mấy ngày trôi qua, lúc này Ninh Xuyên đã tới, Trích Tiên cũng xuất hiện, Thập Quan Vương tái xuất, trừ bọn họ ra thì còn có rất nhiều người, không hề dưới 10 vạn. Không hề biết người như thế nếu so sánh với việc tiến vào trong di địa tiên cổ thì vẫn còn quá ít, bởi vì lần này quá nguy hiểm, là cửu tử nhất sinh, không biết sẽ có bao nhiêu người còn sống. Nè, bên này nè, Thanh Hạo nhìn thấy một tên mập ục ịch trong đám người này thì vẫn vẫy tay gọi tới, đó chính là Tà Vũ Sinh. Ngoài ra Thanh Hạo còn nhìn thấy một vài người quen cũ, ví như Phượng Vũ của Thư viện Thiên Thần, Nguyệt Thiền của Bổn Thiên Giáo, Ma Nữ của Tiệt Thiên Giáo, các nàng đều tới cả. Ngoài ra cũng có một vài cựu địch, tựa như cô Kiếm Vân cùng Kiếm Cốc chẳng hạn. Khi quan sát kỹ thì trong 10 vạn người này cũng không có ít tuấn kiệt có thân phận và địa vị không bình thường, đội hình rất là hùng dũng. Ta lặp lại lần nữa, lần này hơi tiếng sẽ bỏ mạng, các ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, hiện giờ rút lui vẫn còn kịp, một vị trung niên ở trên ngọn núi tháp mở miệng nhắc nhở lần cuối cùng. Tuy rằng có tiếng xì xào thế nhưng cũng chẳng ai lùi bước. Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Trên ngọn núi tháp, một vị trung niên vung tay áo, thiên phong cuồn cuộn, bên trong khu vực không người xuất hiện một luồng ánh sáng lấp lánh, hóa một đại lộ kim quang trải dài về trước, chính là con đường này. Một khi các ngươi bước lên trên thì chỉ cần kiên trì tiến về trước là có thể tìm được tòa cổ thành kia. Theo ống tay áo của người này mở rộng thì bên trong cấm khu hiện lên rất nhiều ký hiệu tự như là được kích hoạt, rất nhiều con đường cổ phủ đầy bụi được mở ra nghênh đón người thí luyện. Tiền bối, con đường này người đã đi qua chưa? Trích Tiên mở lời.
Ta chưa hề đặt chân lên con đường này, thế nhưng ta có những biện pháp khác để tiến vào tòa thành cổ kia. Người đàn ông trung niên đứng trên ngọn núi tháp trả lời. Câu này vừa ra đã khiến cho không ít người trắng xanh mặt mày. Ngay cả vị trí tôn này cũng chưa hề đi qua, thì bọn họ đi tới để làm gì? Ta rút lui. Vừa nãy không hề có ai rút lui, thế nhưng hiện giờ liền có hơn tới cả vạn người rút lui, không muốn tiến bước nữa. Còn có ai nữa không? Tạm đại chí tôn đứng thẳng dậy rồi quét nhìn về mọi người. Được, nếu như đã không còn ai thì lên đường đi. Ba người cùng thi pháp, mây mù nơi đây lập tức ngút trời. Cốt văn tựa như hải dương đưa những người không được bước tiến lên con đường này. Thạch Hạo, bên này nè. Tên mập tà vũ sinh hồi lớn, nhưng mà hắn liền thất vọng. Sau khi tam đại chí tôn xuất thủ thì tất cả mọi người đều tựa như mưa rơi, lần lượt đi vào trong cấm khu. Mọi người chia tách, rất ít người đi cùng nhau, đều phân tán ở bên trên những con đường cổ này. Con đường này rộng tới 8.000 dặm, dài thì không cách nào tưởng tượng nổi, có nối thẳng tới nơi sâu nhất trong khu không người. Có người xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm mà cũng không có người xuất hiện ở nơi bắt đầu. Đây là kết quả do tam đại chí tôn liên thủ vận dụng đại thần thông chia tách mọi người với nhau. Thạch Hạo cất bước bên trong khu cổ địa này, hắn cảm thấy chẳng hề giống như trong rừng rậm mà là đang ở trong một sa mạc đầy hoang vu, bởi vì nơi đây quá yên tĩnh, nơi đây quá kỳ lạ. Nhưng bản thân đã chân chính đặt chân vào khu vực không người rồi, không có người đồng hành, ít nhất hiện giờ hắn không hề thấy bất kỳ ai. Thạch Hạo mở thiên nhãn cẩn thận đánh giá toàn bộ cảnh vật nơi này, bất cứ dị thường nào đều không bỏ qua, bởi những cục bùn nhão, giọt nước mưa ở trong khu vực này cũng có thể giết chết giả chủ. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới, ở bên ngoài mấy chục dặm có tu sĩ sợ hãi hét lớn. Thạch Hạo nhíu mày, thân thể chợt động rồi như một vệt ánh sáng dán chặt với vùng rừng núi này, hắn nhanh chóng vụt tới chỗ tiếng hét vừa nãy. Thế nhưng làm hắn giật mình chính là, tuy rằng tiếng hét kia phải tới mấy chục dặm, thế nhưng chạy tới mấy trăm dặm sau thì mới phát hiện được. Hình ảnh trước mắt khiến cho hắn hoảng sợ vô cùng. Bên trên chạc cây cổ thụ có tới mười mấy thi thể, nói chính xác hơn là mười mấy bộ da người đầy khô quắt, cũng không phải là da người bị lóc ra mà là thứ gì đó hút cạn máu huyết, làm tan chảy xương cốt, nuốt chửng hết cốt tủy nội tạng, chỉ còn lại mỗi lớp da bên ngoài đang bồng bềnh trước gió, treo lơ lửng trên cành cây. Ánh mắt của Thạch Hạo đầy lạnh lẽo, đó là thứ gì mà lại kỳ lạ như thế? Thần thức của hắn chưa hề bắt được, tuy rằng hắn nhanh chóng lại đây thế nhưng cũng không hề biết tình huống cụ thể ra sao. Đột nhiên một cây cỏ khô lắc lư rồi đâm thẳng về phía hắn. Thạch Hạo né tránh, tiếp đó cây cỏ khô kia ầm một tiếng đâm thẳng vào một ngọn núi lớn màu đen cao vút trong mây thành một mịn. Thạch Hạo xoay người nhìn về một hướng, keng, hắn rút ra tiên kiếm đại la, có thể khiến hắn sử dụng thanh kiếm này thì chắc chắn đã nổi lên sát ý hoặc là một tình huống không hề lạc quan hơn. Một nụ cười ghê rợn truyền tới mang theo hàng ý vô tận, tiếp đó là một loại cổ ngữ trước người chưa từng nghe ai nói qua. Loại cổ ngữ này không ngừng vang lên trong rừng rậm và mang theo ác ý vô cùng. Thạch Hạo tuy nghe không hiểu thế nhưng lại nhận biết được thần niệm của nó. Vượt qua biên hoang thì đã thấy được nhiều đồ ăn như vậy rồi, quả là may mắn mà. Lời này đại khái là như thế. Lúc này Thạch Hạo rùng mình một cái, hắn biết có đại sự sắp xảy ra rồi. E rằng ba đại chí tôn kia cũng sẽ không nghĩ tới con đường này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, lại có sinh linh ở bên kia biên hoang xông tới đây. Đây là một chuyện động trời. Là sinh linh ra sao? Thạch Hạo trừng mắt, tay cầm tiên kiếm đại la, không ngừng đề phòng và đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Bỗng nhiên nơi xa truyền tới những âm thanh chạy trốn, có người đang tiến tới, là tu sĩ thuộc ba ngàn châu đang lao nhanh về tới nơi đây. Cẩn thận! Thạch Hạo hét lớn nhắc nhở. Sinh linh vượt qua biên hoang kia không hề ra tay với hắn, mà phát ra một luồng gợn sóng kỳ lạ về phía người đang chạy tới đây. Tiếng hét thảm vang vọng, người đang chạy tới đó phản ứng không kịp nên mất mạng ngay lập tức. Thủ đoạn như vậy khiến cho Thạch Hạo sợ hãi trong lòng. Hắn không hề lùi bước mà nhanh chân vọt tới, bởi vì hắn biết chắc chắn sẽ không thể bình yên rời đi mà sẽ phát sinh một trận đại chiến. Nơi đó, bên trên một gốc cây tựa như là cầu long có một sinh linh thân người đầu voi đã mất mạng vẫn như trước kia, cốt tủy phụ tạng huyết nhục đều bị hút sạch sẽ và chỉ còn sót lại mỗi bộ da bên ngoài. Bộ da này dính lên trên thân dây leo và lượn lờ trước gió, trên gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Lại một vị tu sĩ bị ngộ hại, nơi đây khôi phục lại vẻ yên ắng tồn tại kinh khủng kia cũng không có đối phó với Thạch Hạo ngay mà rơi vào lặng yên. Nhưng mà trong lòng Thạch Hạo chợt phát hiện có một thứ gì đó âm thầm quan sát hắn. Lúc này da thịt cả người căng cứng, lông tóc dựng thẳng, cảm thấy mình như bị một con dã thú từ thời Hồng Hoang nhìn chằm chằm, tựa như gặp phải đại dịch. Cảm giác nguy hiểm này khiến cho hắn lạnh toát cả toàn thân. Tuy rằng đề phòng tột độ, khẩn trương không gì bằng, thế nhưng trong lòng Thạch Hạo lại nặng như tảng đá, chẳng hề xảy ra những việc nguy hiểm như hắn tưởng tượng. Nếu như là sinh vật đủ mạnh thì sẽ không thăm dò quan sát hắn mà chắc chắn sẽ nuốt chửng ngay. Đó là thứ gì? Thạch Hạo nhíu mày, sinh linh này có thể ẩn núp trong hư không? Mặc dù có thiên nhãn nhưng cũng khó phát hiện được kẻ này. Tìm thấy rồi, trong mắt hắn lấy lên tinh quang, thiên nhãn thông có thể nhìn thấu hư vọng, bắt lấy bản nguyên, hắn phát hiện ra một chùm đen thui trong hư vô. Nhưng trong giây tiếp theo thì hai mắt của hắn chợt đau nhói, nơi đó xuất hiện một luồng ánh đỏ tựa như là một cây đinh đâm thẳng vào hai mắt của hắn. Ánh đỏ lóe lên, sinh vật kia biến mất. Thạch Hạo vung mạnh kiếm thai về sau, đây là một loại bản năng mà thôi, bởi vì sau lưng của hắn lông tơ dựng thẳng, da gà nổi dày như nguy hiểm đang tới gần. Tia lửa văng khắp nơi, một chùm cốt văn bị tiêu diệt, một chùm sáng do sinh vật kia phát ra đã chặn đứng kiếm thai, đồng thời một luồng nóng rực phả tới bên ngoài thân của Thạch Hạo. Việc này thực sự rất hiếm, một đòn toàn lực của Thạch Hạo thì tiên kiếm đại la có thể cắt lìa trời cao, có thể kích nứt bí bảo khắp nơi, thế nhưng lúc này lại bị chặn đứng và bản thân Thạch Hạo lại gặp phải tập kích. Dưới chân hắn xuất hiện một chùm phù văn, đó là xuất địa thành thốn. Hắn nhanh chóng lướt sang ngang, đồng thời một vùng cổ mộc ở phía trước trở thành tro tàn và một ngọn núi lớn nổ tung. Trong hư không, chùm đen kia biến mất. Hai hàng lông mày của Thạch Hạo nhíu chặt, hắn hét lên một tiếng rồi cả người xuất hiện những đốm vàng. 10 vạn long cung bằng lao ra, tất cả đều do phù văn biến thành nhấn chìm cả hư không này. Nơi đây nổ tung, 10 vạn cọng lông này tựa như 10 vạn thanh kiếm đâm nát cả hư không. Rốt cuộc thì sinh vật kia cũng đã vọt lên và lộ ra bản thể.
Nó tròn vo như quả bóng với đường kính tới 1 mét, đen thui tưởng như bị cháy đen, hơn nữa còn có những vết máu. Đó là một con mắt, khi nó khép lại thì ẩn giấu trong hư không, khó mà phát hiện ra được. Mà lúc nó mở ra thì trong con ngươi ấy lại bắn ra ánh đỏ tựa như ngọn lửa, lại như tia chớp có thể phá hủy những vật chất hữu hình ngăn cản ở phía trước. Từ lòng bàn tay của Thạch Hạo phóng ra một tia chớp vàng óng, tựa như là một dòng sông dài đang chảy ra ngoài. Bí pháp của Lôi Đế, trong mắt này dùng cổ ngữ kỳ lạ nói, Thạch Hạo tự nhiên sẽ không hiểu, thế nhưng thông qua thần niệm thì có thể hiểu được đại khái ý nghĩa trong đó. Ngươi cũng biết, quỷ con, ta biết rất nhiều chuyện đó, trong mắt nói thế. Trong mắt mở to, sương mù đỏ lòm lan tỏa, chặn lại lôi điện đang lao tới. Đồng thời trong hư không chợt xuất hiện những vết máu đầy kinh khủng, hư không xung quanh Thạch Hạo tựa như bị dồn ép tới mức méo mó, từng vệt vết nứt không ngừng ứa máu. Thạch Hạo rùng mình, huyết dịch có thể ăn mòn vạn vật này vây khốn hắn ở bên trong, trong đó có một ít huyết dịch bắn tới, hắn thử dùng ngón tay đụng vào thì cảm thấy vô cùng nóng rát. Huyết trì tái hiện, diệt. Trong tiếng gào thét lớn trong mắt thì hư không uốn éo và xuất hiện một vài huyết trì, bên trong đều là màu đen với sức mạnh kỳ dị, tựa như muốn nuốt chửng Thạch Hạo vào trong. Hắn rốt cuộc cũng biết vì sao sinh vật này chỉ để lại một bộ da khô khoắt, bởi vì tất cả đều bị nuốt vào như thế. Lôi phạt, Thạch Hạo hét lớn, hai tay kết ấn hiện ra hàng loạt bảo quang trong hư không, đồng thời trong thiên địa không ngừng cuộn lôi điện, tựa như là cơn mưa tầm tã đang trút xuống. Trong nháy mắt này không một ai thấy được thứ gì, chỉ có lôi điện, chỉ có huyết dịch, những thứ khác đều bị che mờ. Mãi cho tới khi những thứ này biến mất thì Thạch Hạo trở nên đầy tả tơi, chiến y bị nổ tung tới nát bấy, những vết thương chằng chịt, cả người đập nát mấy ngọn núi, cả khu rừng bị hủy không ra hình thù gì cả. Mà đây cũng chỉ là dư âm mà thôi, quyết đấu vừa nãy đều diễn ra ở trong hư không cả. Lôi trì không thấy đâu, huyết trì cũng biến mất. Giữa bầu trời có mấy con mắt đen thui lơ lửng, vết máu bên trên càng nhiều hơn một chút. Nó không ngừng di chuyển mang theo sát ý lạnh lẽo. Đáng tiếc mà ta chỉ còn lại mỗi một con mắt này. Nếu không hàng dương dế như ngươi, dù có tới hàng vạn hàng ngàn cũng không đủ để cho ta giết. Cổ ngữ tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng ý niệm lại rất rõ ràng. Nó không cam lòng, cảm thấy ngay cả một sinh linh cấp thiên thần mà cũng không thể giết được, quả thật quá mất mặt. Trong lòng Thạch Hạo chấn động, bản thể của nó sẽ như thế nào, sẽ mạnh ra sao? Ngay cả một con mắt đã đáng sợ như vậy rồi. Hắn cảm thấy dù giáo chủ có tới thì hơn phân nửa cũng kém xa bản thể của nó. Lát sau Thạch Hạo càng thêm sợ hãi hơn, bởi vì khi trong mắt này chuyển động thì lộ ra một vết thương vô cùng đáng sợ. Bên trong có một khúc chiến mâu đồng bị gãy và tràn đầy chỉ xét. Chuyện này, Thạch Hạo ngây ngốc, nếu không phải thanh mâu đồng kia đã hủy hơn nửa sinh cơ của trong mắt này thì chắc chắn sẽ không thể ngăn cản được. Nếu không phải có thương tích thì ngươi cho rằng có thể làm cản trở mắt ta à? Viên trong mắt kia lạnh lùng nói. Nếu như thất đại vương giả cái thế vô địch đang chúng thủ biên hoang kia ra tay thì chắc chắn ngươi sẽ không thể xông qua được, là do thủ hạ của những người đó đã đánh trọng thương mà ngươi may mắn đã lọt tới. Thạch Hạo đối thoại với trong mắt này. Thất đại vương giả, đó là nhân vật xa xưa cỡ nào chứ, vậy mà lại có người nhắc tới, ha ha ha. Trong mắt cười lớn mang theo ý lạnh cùng với sát cơ. Trong lúc này thì lòng Thạch Hạo chìm xuống, chẳng lẽ nói thất đại vương giả đã không còn tồn tại nữa? Tổ tiên của tội huyết được mệnh danh là vương giả vô địch, trấn thủ biên hoang, sở hữu công huân cái thế, chẳng lẽ lại chết đi một cách im lìm như vậy? Trong lòng Thạch Hạo chua xót, có áp lực và cũng có bi phẫn, tâm tình sụp sôi đang xen đầy mãnh liệt. Cái gọi là biên hoang kia cũng sắp không còn tồn tại nữa rồi, chúng ta sắp qua đây, tới lúc đó thì thiên hạ sẽ thống nhất. Trong mắt lạnh lẽo nói, người bớt nói nhảm đi, tên sinh linh mạnh mẽ như ngươi mà cũng chỉ có một trong mắt trốn thoát, lại còn bị người khác dùng mâu xuyên thủng, suýt nữa thì bị hủy diệt. Ấy vậy mà còn tưởng toàn bộ sẽ xong lại đây à? Thạch Hạo nói, hy vọng sẽ biết được nhiều tin tức hơn. Biên hoang chắc chắn sẽ phải đánh tan. Trong mắt này cười nhạo rồi nhìn chằm chằm về sau trong khu không người nói, thường thế ta như vậy thì không nên ở gần biên hoang, mà vùng cấm khu này cũng kỳ lạ thật, có chiến mâu bất diệt đâm nhói cả ta, lại có chuyện như thế. Thạch Hạo giật nảy cả mình, chính là thanh chiến mâu gỉ sắt trong vùng khu cấm này đã làm trọng thương trong mắt. Đúng lúc này thì thanh mâu gãy đầy gỉ sét cắm bên trong trong mắt chấn động, tiếp đó là tỏa ra ánh sáng hừng hực, những gỉ đồng bông tróc ra và bên trên xuất hiện một nhóm cổ ngữ rực rỡ, sau đó nứt toát và bị chấn thành hai nữa. Lúc này Thạch Hạo xuất hiện và lao về trước, hắn cảm thấy viên trong mắt này quá nguy hiểm, cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Máu đen không ngừng ứa ra, viên trong mắt này tựa như là một cái động không đáy, không ngừng trào ra huyết dịch từ đỏ đậm tới đen thui, kèm theo đó là khí tức lạnh lẽo. Hả? Thạch Hạo kinh hãi, trong hư không lại xuất hiện một cái hố đen và nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, chính là do trong mắt khi biến thành, không ngờ nó đã biến dạng hoàn toàn như vậy. Thạch Hạo dùng toàn lực chống lại, bảo thuật liễu thần xuất hiện, mấy chục cành cây vàng óng lao vút ra rồi đánh nứt hư không, làm tan rã hố đen ấy. Người biết bảo thuật của nó nữa à? Hiển nhiên viên trong mắt này rất sợ hãi, nó đầy lạnh lẽo, con ngươi thâm thẳm, tuy rằng đã nứt toát ra thế nhưng lại phát sinh hào quang kỳ dị. Nó nhìn chằm chằm Thạch Hạo và lạnh giọng nói, cây liễu kia còn chưa chết đúng không? Đúng lúc này bên trong trong mắt tựa như là vực sâu địa ngục đó, một cánh cửa nối liền với một con đường màu máu, tựa như muốn thu Thạch Hạo vào bên trong. Nó đã động sát cơ, bất chấp hậu quả hồng trấn áp và thu giữ Thạch Hạo. Thạch Hạo vung thanh tiên kiếm đại la, kiếm thai phát sáng rực rỡ, những dấu tích bên trên thân kiếm chợt phát lên, một người đang phi tiên, sừng trắng lan tỏa, mưa ánh sáng khắp nơi đầy sáng lạn. Hả? Sao thế? Trong mắt kinh hãi, nó phát hiện đoạn mâu gãy cắm trong mắt mình đang điên cuồng quấy phá, là đang thiêu đốt và tỏa sáng, có quan hệ với thanh kiếm thai kia. Nó kinh ngạc trong lòng, dù là Thạch Hạo cũng cảm thấy được sự khác lạ cùng với nhịp phun kiếm của hắn thì đoạn mâu đồng kia tự nhiên thức tỉnh, ở mặt trên còn có một nhóm chủ cổ cũng đang sáng rực theo. Không! Trong mắt hét lớn, nó cảm thấy sợ hãi, dấu ấn tiên đạo còn sót lại trong đoạn mâu gãy kia nổ tung, thanh tàn khí này đã tự tiêu đốt chính mình và cứ thế phân hủy, cùng kéo viên trong mắt kia về phía hủy diệt. Máu đen tung tóe, trong tích tắc trong mắt nổ tung, quá nhanh, ngay cả cánh cửa mà nó mở ra cũng tan nát và giải thể toàn bộ, tất cả hóa thành ánh máu và trở thành khói bụi. Một luồng tàn linh của trong mắt bay ra rồi đánh thẳng lên trên kiếm thai, kết quả chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi không còn tồn tại nữa.
Hà quang biến mất, núi rừng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Nếu không có những bột bụi của đoạn bao đồng và máu đen kia thì rất khó khiến cho người khác tin rằng vừa nãy đã xảy ra một trận chiến. Nơi đây từng xuất hiện một sinh linh phi thường đáng sợ. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn thanh kiếm thai trong tay của mình. Vật này có gì đó lạ lạ, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Đây là thứ được lấy từ tiên cổ, là do Ngũ Quan Vương năm xưa đánh mất. Nghe đồn thanh kiếm thai này là do thiên địa sinh ra từ một cổ quán trong lòng đất. Thứ này, Thạch Hạo không biết nói gì cả, sau khi suy tính hồi lâu thì mới thu nó lại. Tiếp đó hắn lại nghĩ tới biển trong mắt kia, biên hoang bất ổn quả nhiên sẽ đại loạn. Thế gian này đâu đâu cũng là khói lửa, tháng ngày máu chảy thành sông còn không xa nữa, con đường này vẫn phải đi. Thạch Hạo thở dài, hiện giờ có suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi, vì quan trọng nhất hiện tại là nhanh chóng tăng mạnh tu vi, quật khởi càng sớm càng tốt. Nếu không tới lúc đại kiếp nạn đổ xuống thì dù cho hắn là có thiên phú cái thế cũng vô dụng mà thôi, chưa trưởng thành thì dù là rồng con cũng sẽ trở thành đồ ăn. Tiếp đó hắn ra sức chạy về trước. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 243 rồi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.